Sinh năm bao nhiêu? Ngày 20 tháng 7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Dương Thanh Nhân, 42 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận để mở rộng truy xét, điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, ngày 10 tháng 7, Nhân rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để tìm người dân sơ hở ra tay. Đến đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 17, quận Bình Thạnh thì phát hiện một người phụ nữ đeo dây chuyền vàng trên cổ. Ngay lập tức, Nhân áp sát dùng tay giật sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân sau đó trình báo công an địa phương. Nhân đem bán tài sản cướp được cho một tiệm vàng tại quận Bình Thạnh giá 8,8 triệu đồng. Số tiền này Nhân đem đi tiêu xài. Sau khi nhận được thông tin, các trinh sát đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm đội 3 thuộc phòng BC02 nhanh chóng vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18 tháng 7, các trinh sát đã bắt giữ Nhân khi đang đi trên đường. Trong quá trình truy xét, bắt giữ Nhân, một trinh sát lúc vật té đối tượng đã bị thương, rạn xương ngón chân, trật khớp ngón út, chấn thương bàn chân phải, may 7 mũi. Hiện tại, sức khỏe của trinh sát này đã ổn định.